Xin chào quý vị và các bạn nha. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn coi cái tuyến đường đi từ Biên Hòa về Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã được khởi công vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Sau 2 tháng thì mình quay trở lại vị trí hai cái đầu của tuyến cao tốc, một đầu là Biên Hòa và một đầu là Vũng Tàu. Thì hiện tại mình đang đứng đây là một đầu của Biên Hòa. Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu bắt đầu từ đường Võ Nguyên Giáp. Và đây là đường Võ Nguyên Giáp đây các bạn. Hướng này ra quốc lộ 51 đi về thành phố Hồ Chí Minh và ra cái vòng xoay, nếu mà các bạn vào bên phải thì sẽ đi vào khu Long Bình. Còn đây là đường Võ Nguyên Giáp. Đi hết đường Võ Nguyên Giáp thì sẽ kết nối vào quốc lộ 1 và đi ra hướng Dầu Dây. Thì đường Võ Nguyên Giáp được bắt một đầu là đường quốc lộ 51 ở phía này và một đầu là đường quốc lộ 1. Thì hiện tại mình đang đứng ở cái vị trí được cho là phần đầu của đường cao tốc Biên Hòa, ở cái ngã tư trên đường Võ Nguyên Giáp. Các cái vòng xoay ở dưới này lên chắc khoảng ở chừng 5-700 mét gì đó. Thì hiện tại cái chỗ này mình đứng đây thì chưa thấy có cái dấu hiệu gì của cái công trình đang thi công nha. Mình cũng bay một đoạn vào đây cam ở phía bên trong và cái hướng bên này thì chưa thấy cái gì hết. Đó thì đây là cái phần đầu của cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu phía Biên Hòa. Giờ mình sẽ quay trở lại phía cuối của Vũng Tàu. Quay cho các bạn coi xem là sau 2 tháng cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này làm được tới đâu rồi nha. Vùng Binh quốc lộ 56 thị xã Bà Rịa Vũng Tàu, ấp Bắc Ba xã Hòa Lân, Hòa Lân, Hòa Long, Hòa Lân. Phía cuối của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Đây là cái cầu vượt thì các bạn, cầu vượt mà đường cao tốc Biên Hòa sẽ đi đâm vào cái Bùng Binh này đây. Đây bây giờ là mình sẽ đi vào cái đường cao tốc bên phía Bà Rịa Vũng Tàu này. Bên đây người ta đã có thi công rồi các bạn. Như bên phía Đồng Nai nãy ở cái phần đầu đó, để tìm ra được cái vị trí mà sau này cái đường cao tốc Biên Hòa sẽ kết nối vào cái đường Võ Nguyên Giáp ấy, mình phải đi tới đi lui 3-4 lần ra thì mình mới hỏi ra. Tại vì nó chưa có hình thành, chưa có đền bù, chưa có giải tỏa đâm ra. Rất ít người biết. Còn ở đây thì đã sẵn như vậy các bạn. Đó. Bà Rịa Vũng Tàu là đã đền bù, giải tỏa mặt bằng, giao cho nhà thầu tầm khoảng 80%, hơn 80% luôn các bạn.
Bên này người ta làm rất là mau, không có như là bên Đồng Nai. Các bạn là xem cái kênh của mình hầu hết đều nói rằng là những cái công trình bên Đồng Nai bao giờ cũng chậm trễ so với lại những cái nơi khác. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, mình đi vào bên trong này quay thêm cho một ít cho các bạn. Dài là 53,7 km ở giai đoạn đầu. Thì giai đoạn 2 sẽ có tổng chiều dài là 77 km. Được đầu tư với mức giá là 17.800 tỷ đồng. Được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thuộc bên phía Đồng Nai, giai đoạn 2 thuộc phía Bộ Giao thông, giai đoạn 3 thì thuộc phía Vũng Tàu. Đó, nhưng mà bên phía Vũng Tàu này thì cũng thuê nhà thầu là Sơn Hải, rồi Bộ Giao thông cũng thuê nhà thầu là Sơn Hải. Thì tập đoàn Sơn Hải là một trong những cái tập đoàn có cái tiếng tăm rất là tốt. Họ đã làm những cao tốc Bắc Nam ở phía ngoài Bắc, hình như là bên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết gì, hay là Phan Thiết Vĩnh Hảo, họ cũng có cái công trình ở đó. Thì khởi công vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 cho tới bây giờ là hơn 2 tháng. Thì như là hình ảnh từ ban đầu về phía Đồng Nai thì các bạn thấy phía bên đó thì chưa có thấy gì. Còn phía bên đây thì những cái hình ảnh các bạn thấy thì họ đã đang khai gì đang san lấp cái phần phía giao với lại quốc lộ 56. Đây, một số nhà dân họ cũng đang di rời nhà của mình. Thì ở bên phía Bà Rịa Vũng Tàu này họ có cái chính sách đền bù giải tỏa rất là hợp lý, nên người dân ở đây người ta tự ý thức, người ta tự giải tỏa, chứ không phải chờ nhắc chở hay là chờ phải cưỡng chế hay như là bên phía Đồng Nai hay là một số cái địa phương khác. Đây là cái đường dân sinh này. Đó, bên phía quốc lộ 56 ở Rịa Vũng Tàu thì họ đang làm được cái phần này tới đây. Bên phía Vũng Tàu này nhanh lẹ bao nhiêu thì bên phía Đồng Nai lại chậm trễ bấy nhiêu. Theo như mình được biết thì bên phía Đồng Nai mới chỉ có giao được khoảng 2,5 cho tới 3% cái diện tích mặt bằng để cho nhà thầu. Một số nhà thầu đã tập trung và đưa máy móc cũng như là công nhân về, nhưng mà không có mặt bằng để thi công, đành phải để máy và công nhân tạm chờ ở những cái vị trí mà chuẩn bị thi công. Thì đấy là cái điều mà mình phải nói rất buồn cho bên phía Đồng Nai.
tất cả những cái công trình đầu tư hạ tầng cơ sở Đồng Nai luôn luôn là chậm trễ. Hiện tại thì bên Đồng Nai có cái tuyến phần đáy 3, ngay cả cái phần cái cầu Tân Vạn Nhân Trạch cũng đã bị chậm trễ cái phần mặt bằng để giao cho nhà thầu thi công. Rất nhiều những công trình mà phải nói là Đồng Nai không thể làm thế nào mà làm mau được so với lại những các địa phương khác như là Vũng Tàu. Ở đây thì mình tới cái nơi, đến nơi cái là thì mình thấy cái ngay cái công trình nó đã được làm ngay cái phần đầu của đường, của cái phần giao với lại quốc lộ 56. Còn phía Đồng Nai mình đi kiếm hoài mà mới thấy. Đó, mình đang đi bộ ở trong cái phần giải tỏa cái nút giao của cao tốc quốc lộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, ngay phần quốc lộ 56. Cái dự án này thì đã có từ năm 2016 rồi các bạn. Trong cái quá trình chờ duyệt thì không biết là trong cái giai đoạn đó, trong cái thời gian đó, tới nay là cũng 6-7 năm rồi. Không biết là phía Đồng Nai họ làm thế nào mà tới giờ thi công rồi, 2 tháng rồi mà vẫn không giao được cái mặt bằng cho nhà thầu. Mình cũng không hiểu sao. Ở giai đoạn đầu thì đường làm với chiều ngang là 4 làn xe. Giai đoạn 2 thì có thể là thành 6 hoặc là 8 làn xe. Mình quay lại một lần nữa cái bảng thông báo, như là cái bảng chỉ dẫn cái hình ảnh của cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cho các bạn mình coi. Và tới đây thì mình cũng xin được kết thúc cái video clip cập nhật cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sau 2 tháng khởi công. Và mình cũng hy vọng rằng các bạn sẽ có được một vài cái thông tin hữu ích khi mà mình cần quan tâm đến cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip sau.